Tập 2. Điện hạ, đại vương đã sắc phong cho người là Thế tử Thái Nguyên. Có thật không vậy? Người nghĩ thế nào? Được. Được. Ta sẽ làm quốc vương. Tại sao nghĩa phụ lại giữ mạng của hắn, còn đem ngôi vị thế tử tặng cho hắn? Người đó chẳng qua chỉ là thế tử bỏ đi, không lẽ nghĩa phụ? Dân Ngân, chuyện ta sai con làm đã làm xong hết chưa? Tất cả binh mã kinh thành đang sẵn sàng chờ lệnh của nghĩa phụ, án binh bất động. Đại vương thì sao? Sau khi uống thuốc xong, đại vương luôn ngủ mê man, e rằng khó lòng tỉnh lại. Nhưng mà người y nói ông ta có thể cầm cự được tới ngày thế tử đăng cơ. Chỉ là con không biết tại sao đại nghiệp sắp thành, ta đột nhiên rút tay lại, có phải không? Nghĩa phụ chắc chắn có lý riêng của mình. Ta lao tâm khổ tứ bao nhiêu lâu nay, chỉ sơ sót duy nhất có một chuyện này thôi. Cho dù ngươi có giết chết ta, ngai vàng để trống thì vương quyền của Thái Nguyên cũng sẽ trở về tay của Thiên Quyền Quốc thôi. Ông nói cái gì? Vương tộc tận, vương quốc dòng, quy định ban sơ của Ngũ Châu, ngươi là người ngoài làm sao biết được chứ? Hôm nay tộc Hiên Viên ta phải tuyệt mệnh, Thái Nguyên rồi cũng sẽ trở thành một vũng bùn đất thôi. Chưa có được thuật ngự thủy, trước mắt chỉ có thể phò tá cho tên thế tử ăn hại này thôi. Con đã đi điều tra tương tận về người này chưa? Con đã phái người đi dò la, nói Hiên Viên Mân này từ nhỏ đã được bảo bọc nuông chiều. Từ sau khi lão Dương gia qua đời, bình thường hắn nếu không tụ tập hát sướng thì đi cờ bạc với đám bằng hữu ăn chơi say sưa bê tha, gia tài vạn lượng cứ vậy mà dơ dần, thậm chí còn nợ bên ngoài rất nhiều tiền. Một tên bại gia chi tử vô dụng như hắn, theo lý mà nói là người thích hợp nhất cho ngôi vị thế tử này. Chỉ là ta thấy người này không hề đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Nghĩa phụ đang nghi ngờ hắn ta sao? Gia tộc Hiên Viên trời sinh ngự thủy, lúc trước ta cũng đã từng dò la rồi. Chẳng qua là thuật ngự thủy đơn giản này, ngoại trừ gia tộc Hiên Viên ra, luyện sơ chút thuật khung thương thì cũng thi triển được. Trước mắt huyết mạch Hiên Viên sắp tận, nên ta đành phải giữ hắn ở lại ngôi vị thế tử này thôi. Con phái người đi thám thính lần nữa, coi bên Phi Yên có tin tức gì chưa. Dạ. Hãy nhớ, trước khi con có được bất cứ tin tức gì, Hiên Viên Mân này tuyệt đối không được đến cung kinh kế gì. Dạ. Phạt mình giặt y phục hả? Để coi phát minh mới này của mình có dùng được hay không đi. Phụ giáo tỷ, phụ giáo tỷ, mau cứu Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch bị làm sao? Nó bị bệnh rồi, hồi nãy nó cứ hứng hết cả buổi. Nó cứ tiếp tục như vậy, trời ơi, tóm lại phải mau tìm người tới cứu nó. Tiểu đi tìm đại sư huynh. Đại sư huynh sao mà lo vụ này được chứ? Hay là chúng ta nghĩ cách khác đi, để không biết nó có qua được đêm nay hay không nữa đó. Đừng có nói bậy. Để tỷ nghĩ cách, để ở đây coi chừng nha. Ê nè, chắc không phải tỷ lên núi hái hoa đó chứ. Cái hoa đó nhỏ tiếng thôi.
Ê trời, không được không được. Anh đâu phải tỷ không biết, qua đó mọc trên núi Cấm Nhai, ngoại trừ trưởng môn và mấy vị trưởng lão không ai được tới đó hết. Nếu bị phát hiện là tỷ chết chắc đó. Đại sư huynh cũng không cứu được tỷ đâu, với lại chỗ đó. Đừng có nói nữa. Đâu phải tỷ mới lần đầu tiên tới Cấm Nhai chứ, để không lo cho tiểu bạch hay sao? Coi chừng chỗ này, tỷ đi rồi về liền. Ê, biết ai tới trước tới sau không? Quy định của ta là ai lấy được thì là của người đó. Võ công của Quyền Nguyên Sơn mấy người thật không ra làm sao hết. Cô, Cấm Nhai của Quyền Nguyên Sơn này biết ăn thịt người.
kỳ thi điền đấu liên quan tới đại nghiệp quyền nguyên chúng ta, con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trần Nhi hiểu được sự lợi hại trong chuyện này, xin phụ thân cứ yên tâm. Thi đấu lần này, hảo hán các lộ, nhân tài ngũ châu đều sẽ tề tụ về đây để theo dõi. Sau này con chính là trưởng môn của phái quyền nguyên, nhi nữ tình trường không được dính líu tới. Con tự mình cân nhắc đi. Phụ thân nghĩ nhiều rồi. Trần Nhi tuy dạo này có chiếu cố tới phụ gia nhiều hơn một chút, nhưng có nói gì thì mùi ấy cũng là nô dịch của quyền U Bộ. Cái lợi và cái hại Trần Nhi tự mình hiểu rõ. Hỗn Thiên Phương đỉnh này là thần vật được lưu truyền từ thời thượng cổ, chỉ có phái quyền nguyên ta 8 năm một lần tổ chức kỳ thi điền đấu mới mở ra được. Nghe danh quyền nguyên sơn ngoại hổ tàng long đã lâu, trận điền đấu đặc sắc vạn phần, lần này ta tới đây cũng thiệt là đúng lúc. Vị quốc công sao không ở lại thêm vài ngày? Lúc đó cả Thái Nguyên quốc, các anh hùng võ lâm đều tới đây để theo dõi cuộc thi. Nếu đã cất công tới đây, dĩ nhiên không thể bỏ qua sự kiện trọng đại này rồi. Vậy ta sẽ ở lại đây thêm vài ngày, chắc là Thế tử cũng có hứng thú với chuyện này lắm, đồng thời để mở mang tầm mắt, diễn kiến các anh hùng của quyền Nguyên Sơn. Nghĩa phụ, người muốn nán lại đây thật sao? Nhưng mà trong cung có người đến báo tin, nói Chương Hạc Điên, Lưu Tung Minh có hành động lạ, sợ là sẽ loạn. Vậy thì để họ loạn đi. Chỉ cần loạn lên, chúng ta mới biết được dụng tâm thật sự của các lộ nhân mã đó, có đúng không? Hễ ai có dụng ý với ta thì kẻ đó phải chết. Lúc đó sẽ rõ ràng minh bạch thôi. Bùi Diện tham kiến quốc công. Quốc công đại giá quang lâm, Bùi Diện không kịp nghênh đón, mong quốc công lượng thứ. Ở đây không có người ngoài, mấy lễ tiết rườm rà đó thì miễn hết đi. Tạ cô phụ. Ta biết rồi, gấp cái gì? Diện Nhi đã làm theo chỉ thị của người, lợi dụng thân phận môn phái tìm mọi cách lôi kéo khách giang hồ. Mấy năm qua cực thân cho con quá, con làm rất tốt. Đây đều là chuyện Diện Nhi nên làm. Huống hồ quyền Nguyên Sơn địa linh nhân kiệt, Diện Nhi cũng không uổng chuyến đi này. Sợ là ngoài không uổng công chuyến này ra, còn vì một người khác nữa. Cô phụ lại chọc Diện Nhi nữa rồi. Biết huynh tới từ lâu rồi, mới đợi có một chút mà đã nóng ruột rồi sao? Sao người huynh dơ quá vậy? Mau bước xuống đi, đừng có dẫm lên làm dơ chiếu của tôi. Còn không phải vì thứ này sao? Quả nhiên là vật quý hiếm có, làm tôi phí không ít công sức. Nếu là vật tầm thường thì làm sao có công hiệu như huynh muốn được. Há miệng ra. Chụp lấy. Mau nuốt vô đi. Sao lần này huynh chậm chạp vậy? Chỉ đi lên cắm nhai một lần mà mất biết bao nhiêu thời gian. Cũng may huynh về kịp lúc, nếu trễ thêm chút nữa thì đó qua này sẽ không còn tác dụng. Tôi gặp phải một con nha đầu. Thủ tiêu chưa? Có thể ra vào cắm nhai chắc chắn là đệ tử của quyền nguyên. Huynh không sợ cô ta nhận ra huynh sao? Cảm thấy cô ta rất thú vị. Không giống huynh một chút nào hết.
Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Bách Chi Lan này mấy ngày nữa mới có công hiệu gì? Huynh có thể thử ngay bây giờ. Chỗ của tôi rồi. Mấy ngày này nội công của huynh có hơi loạn một chút, nhớ cẩn thận đó nghe. Tuy bản thân Bách Chi Lan này ngoài mặt thì nâng cao công lực, nhưng muốn gạt được Tề Chấn như vậy cũng đủ rồi. Lúc trước hắn từng thám thính tôi một lần, cũng may tôi dùng thuật khung thư để hóa giải. Nhưng mà giới tính đa nghi như ông ta, chỉ sợ tới cung kinh sẽ càng thăm dò nhiều hơn. Yên tâm đi, tôi sẽ đi với huynh. Vậy bổn thế tử cáo từ tại đây. Đi nha. À phải rồi, còn một chuyện này nữa. À, nè, nhanh lên đi. Nhanh lên, đây nè, có người cho. À, được. Này không phải đốt như vậy đâu. À, dạ, bỏ được, nhiều à, hơn mới được. À, được, dạ được, dạ được. Bỏ dạ, nhiều rồi, một chút rồi. Đi. Nhanh lên, nhanh lên ha. Dạ được, dạ được. Giao. Từ sáng tới giờ đi đâu hả? Bộ... Thế tử Điện Hạ và quốc công quá bộ tới Quyền Nguyên Sơn này là vinh hạnh cho Yên Mổ tôi, cũng là vinh hạnh của toàn bộ phái Quyền Nguyên. Tôi xin kính hai vị một ly trước. Mời. Yên trưởng môn mời. Thế tử, Thế tử Điện Hạ. Đúng không? Cái gì, muốn uống rượu sao? Tự nhiên đi. Phụ thân. Sư phụ. Sao hai đứa tới trễ vậy? À, lúc nãy đại sư huynh đi kiểm tra đồ ăn của yến tiệc nên mới làm lỡ thời gian. Xin sư phụ lượng thứ. À, quyển tử tới trễ, khẩn xin quốc công và thế tử đừng có để ý chuyện này trong lòng. Để ta giới thiệu sơ qua. Người này là... Tham kiến cô phụ. Diện Nhi, mấy năm không gặp, con càng ngày càng xinh đẹp ra. Mấy ngày trước cô mẫu của con còn nhắc con với ta, nói không biết chừng nào con mới trở về kinh thành gặp bãi. Ủa? Thì ra quốc công đây là cô phụ của con hả? Quận chúa Yên Mổ thất lễ rồi. À, sư phụ nói gì vậy? Bùi Diện một khi đã là đệ tử của Quyền Nguyên thì không còn là quận chúa gì hết, chỉ có sư đồ. Cô phụ đừng chê cười. Thank you.
Nè, hôm nay đãi tiệc tiếp đón ai vậy? Làm long trọng quá chừng à. Nhân vật lớn đến từ kinh thành đó. Một người là quốc công, còn người kia là thế tử. Còn có thế tử nữa sao? Nghe nói vốn là Tuyền Đô Tông Tử gì đó của chúng ta. Tuyền Đô Tông Tử, sao nghe quen quen. Sư muội, thì ra muội là thân thích của quốc công hả? Sao trước giờ không nghe muội nhắc tới chuyện này? Có gì đáng nhắc đâu chứ. Muội tới đây để học võ công mà, thân phận địa vị gì đó đều không quan trọng. Trước mặt của đại sư huynh, muội vẫn là sư muội. Nè, đại sư huynh, kính huynh. Mời. Yên trưởng môn. Quốc công. Lệnh công tử bao nhiêu niên kỷ? Khuyển tử đã tròn 20. Thành gia lập thất chưa? Vẫn chưa có hôn phối. Quốc công à, hôm nay phải uống cho tận hứng, nhất định không say không về ha. Yên trưởng môn khách sáo rồi. Nghe nói vốn là Tuyền Đô Tông Tử gì đó của chúng ta. Huynh có biết cái gì là trước sau không vậy? Quy định của ta là ai lấy được thì là của người đó. Cứu ta. Ta là Tuyền Đô Tông Tử Hiên Viên Mân. Mà cứu ta. Gương mặt không giống. Thế tử điện hạ phong Lưu Anh Tuấn, ngay cả nô tỳ của chúng tôi cũng để mắt tới, nhìn không chớp mắt luôn. Nè nhà đâu, qua đây qua đây, rót rượu đi. Hầu hạ không vậy? Y phục của ta, phải đi thay y phục rồi. Nè, nhà đâu? Quả do ngươi gây ra, vừa giúp ta thay y phục đi. Còn không mau đi. Nguy Lai, đi lấy y phục cho ta. Mau lên. Cô, theo ta vào trong. Đóng cửa lại đi. Từ biệt ở Cấm Nhai, chúng ta lại gặp nhau rồi. À, thế tử nói cái gì vậy? Nô tỳ nghe không hiểu. Cô là thông minh thật hay là giả bộ ngu ngốc đi? À, nô tỳ biết rồi. Thế tử chắc là đã gặp tỷ muội song sinh của nô tỳ rồi. Người đó tính tình ngoan cố ham chơi, nếu như lỡ có làm gì đắc tội với thế tử, mong người lượng thứ bỏ qua cho. Thế tử. Tỷ muội song sinh, lời nói dối này mà cũng bịa ra được sao? Thế tử, chẳng lẽ người không nhìn ra được chúng tôi có điểm khác nhau sao? Ah!
Nhà đầu chết tiệt, còn dám dùng chưa đây? Tôi từng nói rồi mà, trong quyền Nguyên Sơn này chỗ nào cũng có cơ quan. Huynh thật sự tưởng trong này chỉ là căn phòng bình thường thôi sao? Quả nhiên cô là đồ lừa gạt rồi. Tôi có phải là kẻ lừa gạt hay không thì chưa khẳng định được, nhưng còn huynh chắc chắn là đồ giả mạo rồi. Vậy sao? Chắc là huynh không biết rồi, chỉ có tôi mới từng gặp qua thế tử thật sự. Nếu như bây giờ tôi đi ra ngoài nói thân phận thật sự của huynh, huynh đoán coi huynh còn mạng để xuống núi không? Cô nói không sai. Hay là chúng ta trao đổi điều kiện đi. Vốn dĩ thì huynh không đụng tôi cũng không đụng huynh, chúng ta chuyện ai nấy làm. Nhưng ai biểu huynh cướp Bách Chi Lan của tôi? Cô chỉ muốn lấy Bách Chi Lan thôi sao? Qua đâu rồi? Ăn rồi. Thế tử điện hạ đã mang y phục của người tới rồi. Nè, nè, bây giờ cô ra ngoài dạch trần thân phận của tôi, chính là lập được đại công rồi. Tôi còn muốn lấy lại hoa của tôi mà, đâu có ngu gì mà gây thêm chuyện phiền phức cho mình. Thế tử điện hạ, mời người thay y phục, yến tiệc vẫn đang chờ người. Sự tưởng là khóa càng khôn trói được ta sao? Thế tử điện hạ, Thế tử điện hạ, đừng như vậy mà. Gấp cái gì chứ, y phục còn chưa kịp cởi nữa. Xin Thế tử điện hạ thứ tội. Cái gì chứ? Rõ ràng là tên thế tử giả mạo dám ăn hiếp mình. Phu giáo tỷ, cái gì? Tiểu Bạch không xong rồi. Tiểu Bạch làm sao? Mau đi con nó đi. Tiểu Bạch làm sao chứ? Mau lên. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch à? Tiểu Bạch làm sao rồi? Tiểu Bạch. Tiểu Bạch à? Nếu ngươi không qua khỏi mùa đông này thì cả một miếng thịt của ngươi ta cũng không được ăn nữa. Để nói bậy bạ cái gì vậy? Nuôi Tiểu Bạch là để ăn thịt hay sao hả? Tiểu Bạch. Tiểu Bạch à? Nếu như Tiểu Bạch biết được đệ là người như vậy sẽ buồn lắm đó. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Nè nè nè. Hai đứa đang làm gì ở đây vậy? Qua coi nó bị sao hả? Tiểu Bạch. Không biết Tiểu Bạch nó bị cái gì nữa. Nè. Của thế tử đưa đó. Nói cái này là linh đơn diệu dược. Thuốc này có được không vậy? Mà kệ đi, dù sao không uống thì nó cũng sẽ chết. Có thể không đó. Mau cho nó uống đi. Được được được. Tiểu Bạch à, uống thuốc nè. Ha, ngoan. Tiểu Bạch. Nể tình huynh cứu Tiểu Bạch, tôi không tính sổ với huynh đó. Nè 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 nè. Cùng nhau đi. Không được, con phải ở lại coi Tiểu Bạch khỏe lại. Ê, Tiểu Bạch ở đây đã có Tiểu Thất lo rồi, con mau theo ta. Không được. Nghe lời đi, nghe lời đi. Để ở lại chăm sóc Tiểu Bạch đó nha. Được được được. Coi chừng nó đó. Biết rồi. Nè, nhanh lên đi. Uống thuốc nha. Uống xong sẽ khỏe lại thôi mà. Thì mau. Huynh đã quên thân phận của mình là thế tử của Vô Cực Thiên Quyền, là quân vương tương lai thống lĩnh Ngũ Châu sao? Nhiệm vụ của huynh là không giấy động can qua bình loạn phiên quốc, chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy chỉ lo nhi nữ tư tình. Tại sao huynh lấy tiên lộ của tôi tặng cho tạp dịch của Quyền U Bộ chứ? Huynh có biết tiên lộ đó tôi đã dùng 6636 giọt sương trên kỳ hoa, trải qua 7749 ngày mới luyện thành được không? Là dùng để cứu mạng của huynh đó, sao lại hào phóng tặng cho người ta? Sao đi, lấy đồ của người ta phải trả lại chứ. Tự nhiên bây giờ tôi thấy tò mò, rốt cuộc cô ta là người như thế nào? Tôi cũng rất hiếu kỳ. Dạo này con thật sự không có gây quả. Chắc không phải Thúc nghĩ con với hắn có cái gì đó chứ? Thật sự không có mà Thúc. Thật ra Thúc muốn nói với con, gần đây Quyền U Bộ của chúng ta không bận nữa. Hay là con nghỉ mấy ngày đi. Bọn họ nói với Thúc
dưới núi có một khu thị tập vô cùng náo nhiệt. Nếu còn muốn xuống dưới đó, thúc sẽ đưa lệnh bài cho con đi. Ê, làm gì vậy? Thiệt là. Thúc có bị bệnh không vậy? Để con lấy thuốc của Tiểu Bạch cho thúc uống nha. Thôi được rồi. Con đó, đừng có làm bộ mạnh mẽ. Thúc biết con từ sáng tới tối con cứ cười hoài, chứ thật ra ở trong lòng con đang chất chứa rất nhiều chuyện không vui. Có đúng vậy không? Thúc có chuyện gì hả? Thật ra thì trong lòng ai mà không cất giấu một số chuyện đau lòng chứ hả? Chú Thúc con cũng là người từng trải, nên con phải nghe lời của Thúc, đừng có thấy thiếu trang chủ tốt với con. Nhưng thật ra hai người không có đi chung một con đường, cuối cùng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Thiếu trang chủ liên hôn với Bùi Viện tiểu thư chắc chắn đã nằm trong dự khoan tính đã, khoan của đã, khoan đã. Thúc nói ai liên hôn với ai? Thì trong yến tiệc tiếp đón hôm nay, chẳng phải quốc công có nói tới chuyện hợp tác Bùi Viện tiểu thư cho thiếu trang chủ sao? Con cũng có mặt ở đó mà, đúng ra không phải. Vẫn còn quá sớm mà. Sư huynh còn lo lắng chuyện gì nữa? Sư muội đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ là bây giờ huynh vẫn chưa thắng được kỳ thi điền đấu, lại càng chưa có được chỗ đứng ở trong triều đình, sợ sư muội chịu thiệt thòi thôi. Sư huynh hà tất tự hạ thấp mình? Chỉ là một trận điền đấu, đối với huynh chuyện này thật dễ dàng. Đến lúc đó nhờ quốc công làm chủ hôn cho chúng ta, chuyện hôn sự này chắc chắn sẽ trở thành đại sự trong kinh thành. Huynh yên tâm đi, cô phụ cô mẫu rất thương muội, chỉ cần huynh chịu theo muội về kinh thành, sau này tự nhiên sẽ có được chỗ đứng thôi. Sao vậy? Không có gì. Gió lớn rồi, hay là để huynh đưa Bùi về. Đại sư huynh, đừng có đi theo muội nữa.
Ta không phải đại sư huynh. Huynh sao lại là huynh? Thực ra trong lòng cô đã mong đại sư huynh đó đuổi theo cô sao? Sao huynh nghe lén người ta nói chuyện chứ? Trời đất rộng lớn bao la, ta đứng ở chỗ này từ trước rồi, sao gọi là nghe lén được? Huống hồ gì đâu phải chỉ riêng mình ta nghe thấy đâu. Bây giờ tôi thấy phiền lắm, đừng có chọc tôi. Huynh muốn làm gì? Nhà đâu, bây giờ ta mặc kệ tâm trạng cô ra sao, chuyện hồi sáng nay nhất định phải kết thúc cho xong. Huynh muốn giết tôi diệt khẩu? Hôm nay là ngày đại hỷ gì vậy chứ? Đầu tiên là tôi cản trở tiền đồ của đại sư huynh, tiếp theo là tôi lại biết bí mật của huynh. Huynh muốn giết tôi? Tôi chẳng qua chỉ là nô tỳ của Quyền U Bộ thôi. Nếu bây giờ đã trở thành hòn đá cản đường nhân vật lớn mấy người. Được, muốn chém muốn giết tùy huynh. Muốn chết vậy sao? Tôi nghĩ như thế nào có quan trọng hay không? Ra tay đi. Mau.